Tình hình là mới vừa đăng ký kiếm tiền trên là Yiwa Network thông qua mấy cái clip YouTube như thế này, nhưng mà mình cũng không rõ là cách tính tiền nó như thế nào, cũng không biết là kiếm được bao nhiêu, dăm ba đồng gì đó thì thôi kệ. Nhưng dịp này cũng hướng dẫn các bạn một cái link khay, dù là nó không có liên quan lắm đó. Link khay này là mình ưu tiên dành cho các bạn newbie luôn, bạn nào mà mới chơi tập 8 chữ cơ bản xong là có thể quất cái link khay này chiến ngon lành đó. Link khay này các bạn newbie thường mới chơi thường thích cầm mod đi thả thính, thì cái link khay này nó sẽ giúp thính các bạn nhìn thơm hơn đó. Link khay nó sẽ có dạng như này đó đó. Thay vì các bạn có xu hướng là mới tập thì các bạn cứ có chiếc nào các bạn cứ quất cái chiếc đó, ví dụ như là các bạn Sonic lên sau các bạn thumb around các kiểu, thì cái này nó nhìn nó sẽ sáng tạo hơn tí. Các bạn sẽ bắt đầu bằng chạc đó. Chạc chạc cũng là một chiếc cơ bản, cái này thì chắc ai cũng biết rồi đó. Chạc các bạn bình thường các bạn chạc như này đó, chạc như này, nhưng mà ở đây mình muốn các bạn chạc bằng hai cái ngón này đó. Các bạn thường là quen móc cua bằng hai ngón này rồi, nhưng mà bây giờ mình hãy cố gắng mà móc bằng ngón này đi, tại vì nhiều khi các bạn cần phải xài cái bàn hay sao đó, nên là các bạn cần phải tập cho hết cái bàn tay luôn đó. Các bạn đừng có tập hai ngón thôi, thì để sau này các bạn còn móc được nhiều cái nó hay hơn đó. Nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ chạc nhẹ một cái, sau đó các bạn sẽ pass lên, chạc nhẹ xong các bạn pass lên như thế này. Mình sẽ làm chậm cho bạn xem. Chạc nhẹ xong pass lên đó. Sau khi mà pass lên đây rồi xong các bạn sẽ sonic, nhưng mà cái sonic này có một cái đặc biệt là khi mà các bạn để ý cái đầu đỏ như này đó, mình khi mà mình sonic bình thường thì cái đầu đỏ nó nằm ở trên đó, mình sẽ sonic lên và cái đầu đỏ nó vẫn nằm ở trên, nhưng mà cái sonic mà mình muốn các bạn làm nó sẽ hơi khác tí, nó sẽ như này đó. Khi mà mình chuẩn bị sonic thì nó nằm ở trên như này, và khi mà mình sonic xong thì nó sẽ đổi cái đầu lại đó. Đây là cái mình muốn các bạn làm, thì cái đó nó sẽ như thế này. Khi mà các bạn sonic lên thì các bạn sẽ giữ cái mod ở đây và các bạn sẽ đổi cái ngón trỏ từ bên đây, các bạn đổi qua đây và các bạn kéo cái bút lên từ từ đó, bạn cầm lại như bình thường. Vậy là chúng ta đã làm được cái trò này đó. Các bạn kéo lên, đưa kéo lên đó như thế này, rồi ghép lại nguyên cái link khay luôn thì nó sẽ trông như thế này đó. Và chúng ta đã hoàn thành được cái link khay để đi thả thính đó. Nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình. À, mình sẽ ra thêm nhiều những cái link khay, những cái thính như thế này để cho các bạn đi thả tiếp. Đó. Thì ghép vào combo thì nó sẽ như thế này. Đó, bạn sẽ quay quay một cái gì đó. Đó, đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. À, thấy hay thì like ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem.